bác một bộ trường kỷ ghế dài 2m60, chân vuông 12, cuốn của nó là cuốn tay của nó là 15 x 20, rất là to à, các bác nhìn đấy. Chất gỗ là vân đấy, gân gụ là gụ Lào nhá. Chất này giáp danh với Quảng Bình thôi, cách nhau con suối. Ván của nó là đục sen cò 5 phân, đục tay đấy. Đấy, các nghệ nhân đục rất là đẹp đấy. Mặt sử dụng ngồi của nó là 60 đấy, trong lòng là 60 sử dụng đấy. Bàn của nó dài 1m47, rộng 67 đấy, cộng thêm đôn kẹp 67, rộng 47. Bộ này thì em đang bán với giá là 150 triệu đấy. Bác nào có nhu cầu mua tặng ông bà hoặc là bố mẹ đây, có điều kiện ấy là mua là tặng ông bà bố mẹ bộ trường kỷ to như này, hoặc là mua về dùng đấy. Bộ này rất đẹp luôn đấy, mặt lạnh sướng, rất là đẹp. Ván đục xiên cò to đấy, chất gỗ rất là đẹp. Bộ này đang có giá bán đây là 150 triệu. Bác nào chốt nhanh em ra lọc luôn đấy, em ship các tỉnh thành trên cả nước đấy. Rất là đẹp. Bộ này thì cứ ngồi, nếu mà nói độ bền thì chắc phải 7-8 đời người trở lên đấy. Nói về độ bền thì không thể nói nữa rồi đấy. Yếm bàn đục sóc nho đấy. Sóc nho yếm bàn không đục 6-7 phân luôn, đục dày cộp luôn. Hàng đục đẹp, hàng đục các nghệ nhân đục 2-3 tháng mới xong được một bộ trường này.